Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo của Khám phá vùng cao nhé. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại mình đang ở xã Đàm Thủy của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Hôm nay mình sẽ đưa quý vị và các bạn vào cái động Ngườm Ngao nhé, quý vị. Đây mình đang ở ngoài chỗ cổng, thì từ đây vào trong động Ngườm Ngao thì còn 1 km nữa quý vị nhé. Quý vị và các bạn cùng mình di chuyển nhé. Trời vừa ấy mưa xong các bạn ạ. Sáng giờ Cao Bằng này cứ lúc thì mưa, lúc thì tạnh. Đây mình đã vào tới cổng của cái động Ngườm Ngao nha quý vị và các bạn. Đây mình phải đi gửi xe cái đã nha quý vị và các bạn. Chỗ cổng này thì mình phải gửi xe nhé quý vị. À, mua vé. Ở đây. Phải vào mua vé. Bán cho một cái vé nhỉ. Mình có 2 vé anh ạ. Hả? Đi 1/3 hang là 45.000 một vé ạ. Và đi toàn bộ hang là 165.000 một vé. Anh chỉ đi ấy thôi, đi một chút anh quay xong anh ra thôi chứ anh không vào lâu đâu. Anh đi ở ngoài thôi. Đây gửi nha. Cái này tí đem ra à, trong kia người ta thu rồi. Rồi anh xin nhé. Mình vừa mới mua vé nhé quý vị và các bạn. Thì cái vé mình cũng không có thời gian để đi bao nhiêu thì mình chỉ mua cái vé 45.000 thôi. Còn không biết là nghe cô bán vé bảo là đi vào sâu trong nữa thì là 195.000 một vé các bạn ạ. Em ơi, anh mua cái vé này không biết đi nơi nào đây. Dạ, anh giữ cái này bảo hiểm giữ cho em nhé. Mình đi vào lấy này. Anh đi thẳng nhá, đi đi vào cửa này xong ra cửa trên. À, cửa đây phải không? Vâng ạ, mình đi vào cửa này ra cửa trên, đi là khoảng 1 km. Rồi. Quay chưa? Đi 1 km đây quý vị nhé. Khá là dài đấy. Đây, cửa động đây các bạn. Ui, mát lắm. Vào trong này mát thật. Động Ngườm Ngao. Ở đây có những cái nhũ đẹp thật đấy các bạn ạ. Đây có khối nhũ rất đẹp các bạn.
trông như cái tổ ong ấy. Mình di chuyển tiếp nhé. Ui dồi, vũng nước. Mát lắm. Thì quãng đường vé của mình đi là 1 km các bạn ạ. Hình như trong này mình thấy tiếng nước chảy, chắc có thác hay sao các bạn. Ui trông đẹp lắm. Wow, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Rất là tuyệt vời nhé. Ui đẹp lắm các bạn. Đây, các bạn có thấy những cái nhũ không? Đây đề là khu vực nguy hiểm nha quý vị. Chắc có dòng suối chảy ở dưới. Đây, những cái nhũ đẹp không các bạn? Tuyệt vời. Thôi mình lại di chuyển nhé. Trong động thì lúc nào cũng thấy ẩm ướt này các bạn. Đây, trong này cũng đẹp lắm. Tí tách các bạn. Yên tĩnh đến dễ sợ luôn các bạn. Vừa ấy một đoàn khách đi trước mình, nhưng mà mình đi trước một tí thôi mà không nghe thấy gì cả. Wow, đây nữa này các bạn này. Đây, cái thạch nhũ đẹp không? Rất đẹp nha các bạn. Wow, trong này còn đẹp nữa cơ. Rất tuyệt vời các bạn ạ. Tạo hóa của thiên nhiên. Cái dòng suối ở trong động sao chảy rất to nha các bạn. Tuyệt vời không các bạn? Quá gì là tuyệt vời. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Đây mình sẽ xoay một vòng đây nhé các bạn nhé. Rất đẹp các bạn ạ. Đây quý vị và các bạn nhìn ngắm này. Tuyệt vời.
mình cũng vào trong cái động, có cái động Tam Thanh ở Lạng Sơn, nhưng mà động Tam Thanh không dài và đẹp bằng cái động này đâu các bạn. Ở dưới, phía dưới đây là dòng suối này các bạn, nước chảy. Và đây có một cái trụ đá cao này các bạn này, rất là tuyệt vời. Đây là khu ruộng bậc thang nhé quý vị và các bạn. Ô, đi đâu nữa đây nhỉ? Đi xuống phía dưới. Đây cái dòng suối đây các bạn ạ. Trong động một dòng suối luôn. Đây các bạn thấy không? Quá tuyệt vời. Tạo hóa của thiên nhiên. Wow. Đây này các bạn này. Cái nhũ đá đẹp thật. Ôi, chỗ này mình phải bước qua nước ở đây rồi. À đây, mình lại tiếp tục di chuyển nhé các bạn. Động rất dài các bạn ạ. Đây là mình mua cái vé 45.000 đấy, còn không biết là vé 195.000 thì là đi những đâu nữa. Thôi mình cũng chỉ mua cái vé này mình đi đưa quý vị và các bạn vào trong cái động ngườm ngao này ngắm thôi. Đây có biển cảnh báo khu vực Lào trơn trượt và có hết nhé quý vị và các bạn. Rộng lắm các bạn. Ở trong này nó tối thì nhìn có thể nó hơi khó. Rộng lắm. Bậc thang rất dốc nha các bạn. Rộng thật, cái động này rộng thật các bạn. Không biết mình đi được nửa đường chưa. Thế các cô bảo là một cây số mà. Thêm. Wow. Đây có một tác phẩm đẹp không? Đây các bạn. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Đẹp thật. Mình lại tiếp tục di chuyển nhé. Ướt mình sợ trơn lắm các bạn. Wow, chỗ này hình như là ra đến cửa đây rồi quý vị ạ. Wow, chỗ này phải cúi này. À không, hình như không phải. À, bên này là một cái khu khác. Wow. Mới ra. Wow. Wow, tuyệt vời các bạn. Không ngờ lại đẹp thế. Đây có một cô bạn nào, cô gái nào.
Ôi, tuyệt vời. Tiếp tục di chuyển nhé quý vị và các bạn. Ở đây có các bạn trẻ nào đang chụp ảnh. Hai. Hai. Đây là bông sen đá nhé quý vị nhé. Tạo hóa tạo ra được một cái bông sen hình thù cũng rất giống bông sen nhé quý vị và các bạn. Quá tuyệt vời. Đây, mình sẽ quay bên trong cho các bạn xem. Chắc không nhìn thấy gì. Nước chảy róc rách. Thôi mình đến đây thì mình cũng thấy không còn đường đi nữa rồi quý vị và các bạn. Đây mình lại đi ra thôi. Về cửa ra thì cũng ngay ở trên này thôi các bạn. Đây là lối ra đây các bạn. Bạn lối ra này tuyệt phẩm, quá tuyệt vời các bạn. Đây để mình quay camera sát vào đây ấy mình quay nha quý vị. Đẹp không các bạn? Cũng lần đầu tiên mình vào cái động Ngườm Ngao này quý vị và các bạn nhé. Tuyệt vời thật. Phía trên thì chúng ta cũng rất đẹp này các bạn này. Đây là những cái ruộng bậc thang nhé các bạn nhé. Đấy, cái này không phải là con người đâu mà tự nhiên nó tạo hóa, nước nó chảy xuất thì nó tạo thành cái ruộng bậc thang đấy các bạn. Một dải ruộng bậc thang. Mình đang đi ra rồi quý vị và các bạn ạ. Wow. Ra đến chỗ này vẫn đẹp lắm các bạn. Rộng. Cái động này nó rộng. Ôi, đang đi ở ngoài nóng vào đây mát hẳn nha các bạn. Đấy, phía sau các bạn nhìn thấy không? Rất rộng, hang động. Đây nha quý vị và các bạn. Đây, cái hang mà ở gần cổng ra đây các bạn. Mình không biết là gần cổng ra chưa hay là vẫn phải đi tiếp. Mà thấy biển ghi là lối ra. Quý vị và các bạn cùng mình đi tiếp nhé. Quá tuyệt vời.
quá, chỗ này vẫn nước các bạn. Đây, trên này cũng có cái khối nhũ đẹp lắm các bạn. Wow, quá tuyệt vời. Đây các bạn, quý vị và các bạn thấy không? Wow, đây nữa này. Quá đẹp. Khối nhũ tuyệt vời thật không các bạn? Đây, từ trên cao nhé. Mình thì không được đi hang động nhiều, nhưng mà mình thấy cái hang động này đẹp thật. Không mất 45.000 này cũng hợp lý các bạn ạ. Đây, đi sang bên này nữa. Ui, đây cũng có một, đây này các bạn, đấy, ở trên, quá tuyệt vời. Ui, đẹp lắm các bạn. Ui, đây có cái hang rộng lắm. Khối nhũ này các bạn. Đây nữa. Rất đẹp các bạn. À, đây. Đây là gọi là cây bạc nhé quý vị và các bạn. Nguyên một cái khối nhũ không sờ vào cây bạc. Đẹp thật các bạn ạ. Đấy, đây này, cái cây bạc này. Nguyên một khối nhũ nhé các bạn. Ui, mình cứ tưởng là cái đoạn cầu gỗ ấy là đi ra đến cửa hang rồi, nhưng mà không ngờ đúng là hướng dẫn viên đây bảo là một cây số mà quý vị và các bạn. À, trên kia có một cái cửa sổ trời kìa quý vị. Chắc là mình cũng sẽ ra gần tới ngoài nối ra rồi nhá. À, cái máy của mình cũng còn có 8% pin thôi. Thì, chắc mình cũng gần ra đến cửa rồi quý vị và các bạn. Thì cái video của mình cũng xin tạm dừng. À, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Quý vị và bạn nào mà có dịp đi du lịch hay là đi chơi lên trên Cao Bằng thì hãy ghé vào động Ngườm Ngao của huyện Trùng Khánh nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo của Khám Phá Vùng Cao nhé.